Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Minh Đinh Sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Bởi vì nghe chúng tôi được nói rõ. Dạ mô Phật. Dạ quý vị nghe được rõ. Và chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng, kính lễ đến Minh Hạnh Đại Đức Tự Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavatang Apivadeyami Svakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namasami Suppatipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sangham Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giờ hội đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học có cú số 154 ở trong phẩm lão hay là phẩm già. Và tích truyện duyên sự này rất là đặc biệt. Duyên sự này nó dính liền giữa hai câu pháp cú. Và câu pháp cú hôm nay là một câu pháp cú mà tất cả chúng ta được hiểu, được biết. Đó tức là như là một cái câu, như là một cái kệ khải hoàn, khải hoàn ca của Đức Phật. Dạ, tôi xin lỗi quý vị một chút. Dạ, xin có lỗi quý vị. Dạ. Thì đó chính là một ca khúc khải hoàn của Đức Phật Toàn Giác. Dù cho quá khứ cũng như thế, hiện tại cũng như vậy và tương lai cũng không thay đổi. Chắc chắn là như vậy. Câu khúc của chúng ta được học là lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này. Ôi, đời sống thật buồn thay, bèo may bến cũ vẫn xây lối về, hỡi này anh thợ nhà kia, đu mè kèo cột, gãy lìa nát tan. Hòa Thượng Minh Châu dịch việc rằng, lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này, khổ thay phải tái sinh, ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, cột kèo ngươi bị tan. Tâm ta đại tịch diệt, tha mái thải tiêu tan. Đây là câu pháp cú mà chúng tôi thuộc luôn cả một cái câu kệ bằng tiếng Bali. Thì tôi cũng sẵn để gửi đến quý vị luôn bằng một cái kệ. Anekaccha ti sangsarang santhavi sang anepi sang gahakarang gawe santo dukha chati punapunang gahakara kadetho si punagehang nakahasi sapate pasuka paka gahakutang wisangkatang Wisangkaragatang cittang tanhanang khayamai jagati. Câu kệ này được Đức Phật Ngài thuyết tại đây là câu kệ mà Đức Phật Ngài tường thuật lại cho Ngài A Nan.
Lúc Đức Phật Ngài vừa mới thành đạo ở tại Cội Bồ Đề. Như chúng ta biết được cái lịch sử, thì khi ngồi dưới cậy bộ Cội Bồ Đề sau 6 năm khổ hạnh đường già, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta từ bỏ lối sống khổ hạnh, đi theo con đường trung đạo. Và sau đó, vào đêm ngày 14 sáng 15 tháng 4 Vê Sa Khát, Vê Sa Khát là tháng 4, 15 tháng 4, đêm 14 sáng 15, vào lúc mặt trời chưa mọc, thì Đức Phật Ngài đã thắng toàn bộ ma vương ở trong canh đầu đêm ấy. Trong canh đầu thì ngài đắc túc mạng minh. Đắc túc mạng minh tức là hiểu biết được mình như thế nào trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Vào canh giữa, tức canh thứ hai, ngài đắc thiên nhãn minh. Ngài đắc thiên nhãn minh hiểu biết được nguồn cội của tam giới này, của tất cả chúng sinh với bất hình thái nào. Và canh cuối cùng, canh thứ ba, ngài phát khởi, thì khi mà đắc thiên nhãn minh á, tức là ngài phát khởi cái tâm từ đối với tất cả chúng sinh, quán xiết tất cả chúng sinh sinh ra trên cuộc đời này như thế nào và như thế nào. Và cuối cùng thì kính thưa quý vị, vào canh cuối, Đức Phật ngài đắc lậu tận minh. Khi ngài bình minh vừa ló dạng, ngài chứng đắc quả vô thượng bồ đề chánh biến tri, cùng với hiểu biết được tất cả pháp giới chúng sinh này, cho nên ngài được gọi là bậc Samma Sambuddho chánh biến tri. Và đây cũng là truyền thống của chư Phật ba đời phải ca khúc khải hoàn như vậy. Thì kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đã trình bày một cái duyên sự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái chi tiết hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ thích nghĩa. Bởi vì câu chuyện nó là như vậy, nó như là một lời dẫn, nó như là một cái lời tuyên khởi, là một cái sự trùng thuật lại của Đức Phật và với Ngài A Nan. Bây giờ chúng ta qua câu kệ 100 số 54 mà nó nói liền 153, 154 trong cái duyên khởi này. Gahaka rakadittho sibonage hằng. Bây giờ gahaka rakadittho si, chúng ta được một cái hợp âm như vậy. Đây là một cảm thán từ. Hỡi người làm nhà, ga ca ra đất cá, từ cái chữ ga hát cộng với ca ra cá là làm, mà ga hát là nhà, mà đây nó một danh động từ thì gọi là người làm nhà. À, còn cũng vậy, cái chữ ca ra cá có nghĩa là người xây dựng hay là thợ, mà chúng ta gọi là kêu thợ nề hay là thợ hồ hay là thợ mộc.
cái chữ Dithosi từ cái chữ Ditha, đây là một quá khứ phân từ gọi là đã được thấy, nó cộng với cộng từ Ditha đây từ cái căn Dis tức là Dis tí á, nha, từ cái căn đó là một gọi là đã được thấy, đây là một quá khứ phân từ, nó cộng với một cái chúng ta kêu là cái thiết bị ngữ đuôi axit bú nã gây hằng naka hasi cái chữ bú ná này là một trạng từ, chữ gây há là cái nhà đó quý vị, nó cũng là gây há ở như trên chữ gây há ở đây thì nó là gây há là một danh từ, còn kahasi là người là cái gì là xây dựng hay là làm thì nó có một cái trạng từ puna punang lại nữa hay hoặc là hay là chúng ta gọi là cái nó trở lại nữa đó, hay hoặc là không còn nữa, hay hoặc là trở lại nữa, cái chữ nữa đó là có nghĩa là một là nó được chấm dứt, còn hai nữa là nó sẽ tiếp tục, mà ở đây có nghĩa chữ puna này được áp dụng trong trong một tinh thần không còn nữa sẽ chấm dứt. Cho nên gọi là ngươi sẽ không làm nhà nữa đâu, ngươi sẽ thất nghiệp. Nói chúng ta hiểu tức là ngươi sẽ thất nghiệp. Đó, đó. Vậy đó. Sabbate phasuka phatga gakutang wistang. Đây là một hợp từ dài. Tất cả các trường cột của người đã gãy đổ, mái nhà đã bị phá tan. Cái chữ sabat đây một tính từ, sabat là tất cả hay là mọi người, nhiều người hay là tất cả, đây là một tính từ. Phasuka đây là một danh từ nữ tính, là cái rường cột hay là cái ruồi mè, cái sườn, nếu ai mà có xây dựng mà đặc biệt tức là xây dựng về cái nhà gỗ á, thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu hơn. Tức là bây giờ cái ruồi mè, bây giờ chỉ chỗ ví dụ biết thì giờ ta người ta đóng một cái hình tam giác, xong rồi ta chéo ở dưới một cái tam giác, chúng ta gọi là một cái góc ngang, một cái gạch ngang, thì nó như là một tam giác, hình tam giác, mà hình tam giác đó thường là tam giác cân hay là tam giác theo cái chiều dài chiều ngang của cái nhà, nhưng cái đó đó, cái ruồi đó đó, nó phải chống. Và các cái mè thì bắt đầu ta đắp cái cây lên trên cái góc tam giác đó, mà trong góc tam giác đó thường chia làm 3 hay làm 4, làm 5, làm 6 là tùy theo cái nhà nó dài. Thì người ta gác từng bắt đầu từng cây đà lên, hay từ cái ruồi, từ cái mè lên để lập ngói, hay là để lập trăng, hay là để lập tôn cũng vậy, đỡ ruồi mè nhiều hơn, nhưng phải có cái đó thì nó mới chống đỡ, nó phải mới trở thành một cái nhà mà che mưa che nắng. Cái chữ phát ra ở đây nó là một quá khứ phân từ, có nghĩa là đã bị gãy đổ, tức là các ruồi mè này đã bị gãy đổ. Cái chữ phát ra từ cái căn phanh nó một quá khứ phân từ, nó là đã bị gãy đổ. Gá cu tăng đây là một danh từ trung tính, gọi là mái nhà, cũng để cái chữ gá hát, cũng là cái nhà mà cu tá trên đỉnh, mà cái đó nó nằm ở trên đỉnh. Quý sang khả tăng từ cái chữ quý cộng với từ nít kế tá, tức là cái từ sang cộng với ca rá. Ở đây chúng ta được cái nguyên cái từ là quý sang khả tăng,
là một quá khứ phân từ đã bị phá tan, và nó cặp thêm một tiếp đồ ngữ, tức là cái chữ đứng đầu chữ ví đó, ví sang cái tăng, có nghĩa là lìa khỏi. Và cái chữ sang này, quý sang khả tăng, cũng vậy, cái chữ cũng một tiếp đồ ngữ tiếp nữa, nó là nghĩa là hoàn toàn hay là tự mình. Còn cái chữ ca ra là làm. Và tiếp theo chúng ta tập gặp một cái từ nữa, tức là quý sang khả ra gà tăng chết tăng. Hai cái chữ chúng ta đã được phân biệt rồi, còn cái chữ cuối cùng là cái chữ chích tá thôi. Chích tá đây có nghĩa là một danh từ trung tính, gọi là cái tâm hay là thức, ý thức đó, có nghĩa là ta đi đến sự không còn tạo tác, có nghĩa là quý sanh xa đến cái tăng chích tăng không còn tâm, không còn tạo tác, có nghĩa là tâm của chúng ta không còn tạo tác nữa. Cái chữ cái tá từ cái chữ chữ tí đó, hay chữ cái căn găm đó, cộng với tá, nó cũng là một quá khứ phân từ, của nghĩa là đã đi đến. Tan ha năng khai gia mách cha gà khai gia mách chát gá, ta đã chứng đạt sự diệt tận của các tham ái từ cái chữ tan ha. Tanh ha năng, đây chính là từ cái chữ tanh ha, một danh từ nữ tính mà chia theo sở thuộc cách của các tham ái hay là của các ái dục. Khế văn, đây là một danh từ nam tính, từ cái chữ một danh động từ, đó là cái sự diệt tận, sự chấm dứt, cái chữ khế giá hay khế văn. Còn cái chữ achaga, đây là từ cái chữ ác khí cộng với găng. Đây là một tha động từ đã chứng đạt, đã đạt đến. Có một tiếp đầu ngữ gọi là ác khí, coi đến hay là trên, cộng với cái căn găng là đi. Ta đã chứng đạt sự diệt tận của các tham ái. Thì đó chính là phân nghĩa tách từ cho tất cả chúng ta được hiểu. Sở dĩ mà Đức Phật Ngài đã khẳng định chúng tôi nói cho quý vị nghe cái điều này, quý vị cảm thấy rất là hoan hỷ. Ở trong chú giải dịch rằng là gá ca ra căng gá quê sanh tô, trong khi ta đang đi tìm tên thợ ái dục, người làm nên ngôi nhà tự ngã của ta đây, ngôi nhà tự ngã tức là cái tấm thân sanh tử ngũ uẩn này, ta đã từng phát nguyện dưới chân Phật Nhiên Đăng đi bằng Kara, xin cho đắc được tuệ giác Bồ Thí Nhà Na, tức là đắc được Phật, đắc được quả vị toàn giác. Chúng ta nhớ mà cùng với một số người thanh niên nằm xuống để cho Phật đi bằng Kara bước qua đó, nghe phát nguyện đại bồ đề đó. Mục đích của ta phát nguyện được đại bồ đề để ta gặp được một cái ngôi nhà, một cái người thợ xây nhà này, xây ngôi nhà sanh tử này. Từ bấy lâu nay ta đã trải qua vô số kiếp luân hồi, vô số trăm ngàn lần sanh tử, cho đến khi vòng sanh tử vẫn chưa gặp mặt hắn. Và vì chưa đạt được mục đích cứu cánh như thế, ta cứ mãi lăn trôi trong luân hồi bất tận. À hay. Chú giải thích cái này, chúng ta thấy Ngài phát nguyện đại bồ đề để gì? Ngài muốn tìm ra cái khởi điểm của sự tử sinh. Tại sao nó lại như thế? Cái chữ đúc kha cha tiếp bu nắp của năng được cái dịch có nghĩa là tại sao mà mình trở đi trở lại cuộc đời này, đó chính là truy nguyên về cái luân hồi, đi tìm cái người làm nhà
một khi còn tái sanh thì phải chịu cái cảnh sanh lão bệnh tử, phải chịu những cái khổ đau sanh tử khi chưa gặp cái thợ làm nhà. Và nó cứ quay đi quay lại, cái sự khổ đau sanh tử nó cứ quay đi quay lại như thế. Bởi thế ta mới đi tìm mãi. Cái chữ đích thí hay là cái chữ đích thô xí, là từ cái chữ đích tí là thấy, mà đích thô xí thì bây giờ ta đã thấy ngươi, hay không, ta đã thấy ngươi hỡi thợ người làm nhà, tức là hỡi luân hồi, ta đã thấy ngươi, ta đã thấu rõ nguyên nhân sanh tử luân hồi, ta chứng đức, ta chứng đắc toàn giác. Pūnagehaṃ, kể từ nay trong bể khổ luân hồi này, ngươi không còn tạo tác con ngôi nhà cho chính ta nữa. Tức là luân hồi không bị, tức là Đức Phật này không có bị cái sự vần xoay của người thợ luân hồi khổ đau sinh tử này. Bởi vì Sabbe pha xuất ga, pha xuất ga phát ga, ta đã bẻ gãy tất cả các cái cây sườn nhà, tức là phiền não còn sót lại, không còn phiền não sót lại của ta, hay là ta đã bẻ gãy tất cả những phiền não không còn sót mà ngươi đã làm, hay là của ngươi đã làm. Gaha ku tăng vi sang kha tăng vi sang kha ra ga tăng chit tăng tánh ha nắng kha yama cha ga ti. Cái nóc nhà gọi là vô minh của cái nhà tự ngã do ngươi tự tạo ra, ta đã phá nó đổ rồi. Hay quá. Và bây giờ tâm ta đạt được cái cảnh giới niết bàn vô vi, không còn khổ đau sanh tử. Tánh ha nắng khayamachaga, ta đã chứng đạt a la hán, tức thánh đạo thánh quả samma sambuddho chánh biến tri, tức là ta đã chứng đạt quả vô thượng bồ đề. Đây chính là cái nghĩa của cái bài kệ ca khúc Khải Hoàn Thành Đạo. Kính thưa quý vị, Đức Phật của chúng ta, Ngài là một bậc toàn tri, diệu giác, khắp cùng pháp giới này, hiểu hết, hiểu biết mình và hiểu biết người. Và cái giới vức trí tuệ này chỉ có chư Phật toàn giác mới hiểu biết. Dẫu cho Ngài Xá Lợi Phất là một vị thượng thủ thinh văn đệ nhất về trí tuệ, có thể đếm được hạt mưa rơi, nhưng Ngài cũng không thể tri tường một cách toàn vẹn về cái thiên nhãn minh được, hay là các vị đại đệ tử khác. Có một lần Ngài Kaspa, Ngài đứng Ngài nhìn cái con quạ, Ngài cứ quán từ tiền thân của nó, tại sao bây giờ này kiếp sống này nó làm con quạ, và Ngài cứ quán xét, và Ngài cuối cùng Ngài thấy. Thì lúc đó đó Đức Phật Ngài thấy được cái tình huống đó, Ngài đi đến: này Kaspa, đây không phải là cái khả năng và việc làm của Kaspa. Cái giới vực này chỉ có lĩnh vực của chư Phật toàn giác. Qua cái câu hỏi này, qua cái câu trả lời này, hay qua cái sự khéo nhắc của Đức Phật đến ngài Mahakajip, dạy cho ta một điều.
mà kiếp con người luôn luôn có sự suy nghĩ. Ta từ đâu tới, rồi ta sẽ đi về đâu? Trong công cuộc tử sinh này, ta là ai? Và tại sao ta có mặt trên cuộc đời này, vân vân. Rất là nhiều, điều, nhiều thứ tạo cho ta một cái mối hoài nghi. Ủa, tại sao mình phải khổ, tại sao mình phải vui, mình như thế này, mình như thế kia, vân vân và vân vân. Mà chúng ta luôn luôn đi tìm, thì Đức Phật ngày dạy, các ngươi không có khả năng, không có điều kiện và thời gian, sức khỏe để truy tìm nó. Đây là giới vứt của các bậc thánh, gọi là thánh Phật Samma Sambuddho, chánh biến tri, mới hiểu biết được. Còn tất cả chúng ta không thể hiểu biết được. Cái điều này chúng ta có những điều có thể làm và có những điều không thể làm được đối với hàng chúng sinh, ngoại trừ chư Phật tồn giác. Đó chính là truy nguyên, truy tìm về quá khứ, về hiện tại, về vị lai của chúng ta thì các ngài biết hết. Kiếp con người mình không thể biết được cái giá trị đau khổ tử sinh trong vòng luân hồi. Bởi vì nếu chúng ta biết thì chúng ta chứng đắc thánh trần rồi. Bây giờ nếu như mình biết được tiền thân mình khổ đau sinh tử, mình nghèo khổ trên kiếp này, mình cố mình lo tu, nhưng vì vô minh nó che khuất cái nhà này, cái nhà tự ngã này, hay cái nhà của sinh tử này, cái nhà của khổ đau này, nó bao trùm chúng ta, rồi cứ như thế bù nắp cứ trở đi trở lại trong cuộc đời này. Nó là như vậy đó quý vị, không phải một chuyện bình thường, không phải một điều mà chúng ta muốn là chúng ta coi là nó sẽ được. Đức Phật vô lượng kiếp ở trong vòng sinh tử đau khổ, vô lượng kiếp trong vòng trầm luân, ngài biết được hết, hiểu được hết. Vào cách đây 10 kiếp, 5 kiếp, 1000 kiếp, ta là cái gì và ta ra sao, biết một cách tường tận của mình và của người, của tất cả chúng sinh. Về cái giới vực tất cả, nhưng cuối cùng không ai bay qua được cái người thợ xây nhà này, hay là không bay qua khỏi cái tam giới này được. Thoát vượt ngoài tam giới này không có. Vượt thoát khỏi tam giới này chỉ như bậc thánh tứ quả sau khi diệt độ niết bàn, thì không còn bị cái vô minh nó chi phối. Mà vô minh chi phối tất cả của nắp của năng trở đi trở lại như vậy. Tại sao ta từ đâu đến rồi ta sẽ đi về đâu? Câu hỏi này không ai giải quyết được. Thử hỏi, cầm một cái viết lên, thi cuộc, thi nguồn về. Bây giờ chúng ta có mặt cho ông nội bà nội mình là ông cố ông sơ, bà cố bà sơ, rồi không có cái thời gian nào để chúng ta truy nữa. Ông cố bà cố sơ chúng ta từ đâu? Đó là một chuyện. Tại sao mình có mặt trong cuộc đời này? Ủa vậy tại sao người ta quậy quạng? Tại sao người ta đánh phá tôi? Tại sao người ta làm tôi đau đớn? Làm tôi vui hay làm tôi khổ? Chúng ta cho là tại sao? Nhưng tại gì? Tại vì vô minh. Tại vì cái thợ xây nhà tam giới, cái ngôi nhà khổ đau này cho ta. Như vậy thì nói cái người thợ đó, cái người sinh tử đó là có người, có chúng sinh phải không? Đây không có ai cả. Do chính tự ta, vì vô minh làm nhân làm duyên, mà Đức Phật ngày một hình ảnh quá, mượn một cái vô minh đó như là một người thợ để xây nhà, chứ thật ra chính là vô minh đây. Đã bao trùm tất cả. Mà vô minh có mặt thì toàn bộ
các chuỗi dài, mắt xích có mặt, vô minh có mặt thì hành, vô minh nó duyên cho hành, phúc hành phi phúc hành, bất động hành, chuyện thiện, chuyện ác, hay chuyện về sinh về các cõi thiện. Hành duyên cho thức, ở đây thức quả tái tục, hành động thiện ác và tu tập các thiền thiền chứng sẽ sanh về ở nơi đó. Từ thức này duyên cho danh sắc, tức là thức tái sanh này duyên cho chúng sinh ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới và ở cõi ngũ quẩn, ở cõi nhất quẩn, vân vân. Thì danh sắc này duyên cho chúng ta gọi là ở cõi dục giới, thì có đầy đủ cái gì? Các căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Đó chính là thức duyên cho cái danh sắc. Danh sắc này duyên cho cái sáu nhập. Có sáu đường dẫn để vào, đường dẫn của mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, thì nó duyên cho sáu xúc. Sáu đường dẫn này trời tạo cho sáu xúc xuất hiện, tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Sáu xúc này làm nhân làm duyên cho cảm thọ. Cảm thọ vui, cảm thọ khổ, cảm thọ hỷ, cảm thọ xả, cảm thọ lạc, cảm thọ ưu, vân vân. Thì cảm thọ này nếu chúng ta vừa lòng khả ái, khả hỷ, khả lạc, mến thích, thì đó chính là nó trợ tạo cho ái khởi sanh, hay là cái sự cảm thụ đó mà ước muốn, mà tầm cầu cũng duyên cho thọ đó. Thì đó kính thưa quý vị, nó duyên cho cái ái gìn giữ, mà muốn gìn giữ, muốn bảo bọc, thì đó duyên cho thủ. Giữ mà giữ không được, bởi vì cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã nó chi phối. Tức là danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho lục xúc duyên cho lục thọ duyên cho lục ái duyên cho lục thủ. Lục thủ này nó duyên cho hữu, tức là sanh hữu và nghiệp hữu có mặt. Mà sanh hữu nghiệp hữu có mặt thì thế là nó có cái gì có mặt? Có già chết sổ bụi, khổ u bi có mặt. Và cứ như thế, cái vòng sanh tử đó hay là cái vô minh nó che khuất chúng ta không có thể tìm ra được. Tại sao có một lúc chúng ta rất minh mẫn, chúng ta rất là sáng suốt, chúng ta rất là tinh tấn, chúng ta rất là tốt đẹp, nhưng tại sao có những lúc chúng ta bị cái sự che khuất, bị cái gì đó mà nó làm cho ta hư đốn, nó làm cho chúng ta khủng khiếp, nó làm cho chúng ta không kiểm soát được? Thì cũng chính do vô minh này. Bởi đừng bao giờ chê ai, đừng bao giờ chê trách người ta, do chính mình thôi. Mình cho rằng người ta ác, mình cho rằng người ta tốt, chưa biết. Chính ta có thể ác hơn, hay ta có thể tốt hơn, tùy theo cái tâm của chúng ta ở ngay khi hoàn cảnh đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng người ta ác cái mà thấy như vậy, mình phẩm một chỗ sao ác quá. Thì thật, khi mà cái tâm sân của họ xuất hiện, họ quý diệt đối tượng bằng cái tâm ghen tức, bằng cái tâm bực bội, bằng một cái tâm hiềm thị, thì tất cả những chuyện gì họ cũng không có sợ. Mà khi chúng ta có cái hiểu biết thì nó là một chuyện khác. Thì hiểu biết được chính là có vô minh. Xin lỗi, chính là minh có mặt. Minh có mặt thì không có vô minh. Hay chánh tri kiến chúng ta có mặt, ánh sáng trí tuệ của chúng ta có mặt, thì chúng ta mới soi đường dẫn lối cho chính mình. Cho nên không ai tiếp dẫn, không ai đưa ta đi đâu đâu khi chúng ta chết. Mà chính chúng ta tự mình đời sống bình nhật này, và khi chết đó chúng ta là đạo sư của mình đó. Chúng ta chịu trách nhiệm với hành động của mình, chứ không có một thần thánh nào, Phật thánh nào mà đưa cho ta đi cả. Bởi vì
các vị đó cũng đi theo cái nghiệp riêng của mình. Thuận theo lẽ vô thường, chính Phật Ngài giàu cho cái tứ thần túc, nhưng Ngài cũng thuận theo lẽ vô thường, 80 tuổi thọ, Ngài đã ra đi. Bởi vì tại sao mà chúng ta không có làm chủ được cái nghiệp của mình? Và ai không còn làm chủ cái nghiệp của mình, và cái nghiệp đó nó không có chi phối ta, thì người đó chính là bậc thánh tứ quả. Tức là cái vòng quay của sanh tử đau khổ này mình không gặp. Rất là hay, kính thưa quý vị, vòng quay sanh tử đau khổ này chúng ta không gặp. Ai gây nhiều cái điều quan kết quan trái đó nhưng cho ta, chứ sự ta không sợ, và người đó cũng không có khả năng giải quyết đến cho ta và xử lý cho ta một cách khủng khiếp. Kính thưa quý vị, vô số lượng kiếp ở những cảnh cõi giới đau khổ cực kỳ, cũng vô số những cõi kiếp chúng ta ở những cảnh giới rất là đầy đủ, rất là tốt đẹp, cái tầng trời cao nhất tất cả chúng ta cũng đã đi qua, chỉ ngoài trừ các cõi thánh thôi. Cõi thánh đó chính là cõi ngũ tịnh cư đó. Còn tất cả các cõi còn lại chúng ta đã đi qua hết. Và nó chỉ biết là đi qua rất nhiều lần, chứ không phải đã đi qua một lần rồi khó bề gặp lại, mà chúng ta đã đi qua rất nhiều lần. Punapunang đó là trở lại. Một là Punapunang này không trở lại là thành thánh, thánh đạo tứ quả. Còn Punapunang này mà trở lại với ta thì chính ta, kính thưa toàn thể đại chúng, là người đã bị hệ lụy của sanh tử bắt ta phải như thế. Cho nên đây là một điều hết sức là trân trọng, và tất cả chúng ta phải có cái sự lưu ý. Trong cuộc đời này, chúng ta tốt, chúng ta xấu, chúng ta được, chúng ta thua, hay tất cả cái gì, thì chỉ là một cái hưởng phước của từ tiền thân thôi. Sinh ra được giàu có, sinh ra được đầy đủ tiện nghi, đầy đủ quyền thế, thì cũng là do cái hậu báo nghiệp của đời trước trả tạo cho chúng ta ngay kiếp này, mà chúng ta gọi là ăn đồ thừa lại của kiếp trước. Và cũng từ cái mà chúng ta sinh ra khổ đau, bệnh hoạn, ốm đói, thiếu ăn, thiếu mặc, phải như thế này, phải như thế kia, thì cũng chính là cái nghiệp của ta tự nó trả như thế. Chứ không một thần linh thượng đế nào ban phước cho ta hay giáng họa cho ta. Hiểu biết Phật Pháp mà hiểu như vậy đó, kính thưa quý vị. Và cũng chính mình chiến đấu với phiền não của mình, chính mình cần phải có tự tu tập với chính mình mới chặn đứng lại cái bánh xe sinh tử luân hồi. Bởi vậy cho nên khi nói rằng khi chúng ta có cái chánh niệm hay có cái thiện tâm ở trong lòng, thì lúc đó và đặc biệt có chánh niệm, thì ngay khi đó nó chặn đứng được cái tử sinh đau khổ. Nó chỉ chặn lại, chỉ dừng lại ở trong phút chốc đó, so với nhiều phút giây khác mà chúng ta ác bất thiện pháp, chiều theo luân hồi, chiều theo sinh tử. Chứ không ai, kính thưa toàn thể đại chúng, mang tới cho ta, gây cho ta, mà chính vô minh và ái dục này chúng ta đã tạo từ tiền thân, bây giờ phải nó kết tụ đạo tràng, nó kết tụ cho chúng ta như thế. Không phải mẹ ta sinh ta ra rồi ta được khôn, cha ta sinh ta được khôn, phải như vậy đâu. Cũng có cái sự cộng hưởng một ít một phần của cha của mẹ, nhưng mỗi chúng sinh sabbe satta kammasaka đều có một cái nghiệp riêng của mình. Thì nghiệp ở đây chính là kammada yada kammayo nikammapantu kammapatisaranupyan kammakarissami. Ta thừa tự nghiệp của ta, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là tài sản, nghiệp là chỗ nương tựa của tất cả chúng ta,
và chính chúng ta chịu trách nhiệm với chính nó, chứ không ai mang tới cho ta, không ai hại ta và cũng không ai giúp cho ta. Cái chuyện tốt, chuyện xấu do môi trường, do hoàn cảnh và do chúng ta dễ vui phóng dật, chạy theo cái tâm phóng dật, đại tệ theo cái tâm dễ vui thì chúng ta đau khổ. Còn nếu như chúng ta có một sự sáng suốt, chúng ta có một sự nhìn thấy một cách tương tự, một cách rõ ràng như Đức Phật Ngài đã nhìn thấy, thì chắc chắn không còn cái chuyện khổ đau lo lắng sinh tử trên cuộc đời này nữa. Kính thưa quý vị, tại sao mà Đức Phật Ngài nguyện làm bậc chánh đẳng chánh giác như khi nãy đầu đã nói rồi đó? Bởi vì Ngài muốn tìm ra cái nguồn cơn của cái người thợ xây nhà, mà người thợ xây nhà này chính là đi tìm cái vô minh. Muốn đi tìm cái người thợ xây nhà, nó muốn đi tìm cái vô minh, thì chúng ta phải làm sao tu tập để minh nó sanh khởi, trí tuệ bát nhã chúng ta nó hiện khởi. Ngay khi đó thì chúng ta sẽ biết được cái vô minh. Tại sao vô minh? Mà vô minh là gì? Vô minh tôi nghe là sự mê ám, hay là một cách vô minh cao cấp hơn. Vô minh tức là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, chính là vô minh. Không hiểu biết sự khổ, không hiểu biết được nguyên nhân sinh ra sự khổ, không hiểu biết được sự chấm dứt khổ, tức là niết bàn, và không hiểu biết được con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Cho nên chúng ta mới đau khổ cho tới ngày hôm nay. Mỗi con người được tu hay là không tu, tốt hay là xấu, như thế nào, đều do tự ta tạo nên, đều do chính vô minh này làm nhân, vô minh này làm duyên. Nếu như chúng ta có sự tỉnh thức, có trí tuệ, thì minh sanh. Cái minh này, minh sanh này, hay là cái chánh niệm khởi sanh, cái chánh định khởi sanh, hay là cái tâm thiện khởi sanh cho chính ta. Mà cái tâm thiện này, mà thiện chúng ta gọi là cái thiện siêu thế đó. Dạ, thì đó cái thiện đó nó mới cắt trừ. Còn cái thiện của sắc giới, cái thiện của vô sắc giới và cái thiện của đại thiện của dục giới, nó cùng phối hợp là một cái tâm tốt, là một cái tâm rất là đẹp, nhưng nó cũng vẫn bị cái giới bức, cái giới hạn của sinh tử khổ đau. Cho nên vì vậy, cái sự chấm dứt sinh tử, cái sự không còn khổ đau, mà chính Đức Bồ Tát hay là Ngài đã dấn thân, Ngài đã tu tập trong vô lượng kiếp cho nên mới chứng đắc. Cũng như là tất cả chúng ta muốn chứng đắc thì chúng ta phải có sự tu tập, chứ không phải tự động mà ngồi xuống rồi thở ra thở vô ít phút ít giây ít ngày ít giờ vậy cái chúng ta chứng đắc đâu. Không phải như vậy à. Mà để mà mình biết được một cái người thợ xây nhà, để biết được cái nguồn cơn của sự sinh tử khổ đau này, thì chúng ta phải trải qua vô lượng kiếp tu tập, nó mới thành tựu được. Chứ không phải là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời đâu. Không phải khôn do cha, do mẹ, do trời Phật Thánh Thần, do Thượng Đế ban ra, không có. Mà cái sự tốt, sự xấu, sự đẹp, sự khôn ngoan hay cái sự ngu si là do chính hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý của chúng ta đã tạo trong hiện tại, cũng như tạo từ tiền thân, bây giờ phải kết tụ, bây giờ phải kết quả là như vậy. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị nghe cái câu Phật cú số 154. Hỡi này anh thợ nhà kia, rúi mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thể tiêu tan, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Thang lang thang bao kiếp sống, ta không tìm gặp người xây thợ nhà. Hỡi này người thợ xây nhà, ta đã gặp ngươi. Rúi mè những phiền não của tham lam, của sân hận, của si mê, của tham, cả tự kiến ngã mạng, sân tật lẫn hối, vô tạp vô úy phóng dật. Khổ đau sinh tử trong tam giới này, thiện ác ta đã hiểu một cách tương tận. Giờ nay ta không còn bị cái sự chi phối của sanh tử nữa,
không còn cái hiện hữu của đời sau. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn cái sự khổ đau sanh tử trong tương lai nữa. Đó chính là cái câu kệ ca khúc Khải Hoàn khi Đức Phật ngài thành tựu quả vị vô thượng bồ đề ở tại rừng già dưới cái cội bồ đề mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Bodh Gaya, nơi Đức Phật thành đạo đó là như thế. Tôi xin có đôi điều trình bày qua cái duyên sự thích nghĩa và giảng giải như vậy. Nếu có điều chia sẻ thất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ. Kính chấm dứt thời thuyết pháp, trước khi dứt lời kính dâng phần phước lành đến Đức Trời Địa Thích Thế Đại Thiên Vương, các vị chư thần chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bổ Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, là các vị giác linh, chân linh, ký linh, tất cả dân âm binh Atula, những chúng sinh ngự tại hai chùa Bổ Đức và Quảng Nghiêm, mong tất cả được hiểu biết được ân tim công đức này, cũng như thân bằng quyến thuộc của chúng tôi quý vị cũng xin hiểu biết được, cũng nghe được, thấu được, hiểu được, hòa hầu được vãng sanh về cảnh giới lành, nhất là thân mẫu của chúng tôi là bà chuẩn bị một ngày mai chúng tôi làm lễ cúng dường, và ngày mốt tức là chúng tôi vẫn tiếp tục làm lễ cúng dường nữa ở xứ Lý Vĩnh Long để hồi hướng phần phước này cho chư thiên và cho thân bằng quyến thuộc, nhất là mẹ đã quá vãng, cũng như tất cả thân bằng quyến thuộc của chư Phật tử đã quá vãng, xin được ân triêm công đức, và cũng xin cảm tạ công đức của Phật tử Châu Phan đã gửi cúng dường nhân dịp Tết cho chúng tôi và cũng như các vị giảng sư. Xin chúc cho Phật tử cùng với một số chư Phật tử đã cúng dường lúc trước nữa mà chưa có thông báo, thì chúng tôi nhớ một người nào thì chúng tôi thông báo cho người đó. Nhưng tất cả quý vị ở đây cũng đã có sự cúng dường nhiều, cả chúng ta bằng cái tâm niệm tưởng sự cúng dường ba la mật, không cần phải thuyết nghĩa gì, chỉ cúng dường là tốt đẹp. Vậy xin báo trình như vậy, mong tất cả quý vị quan hỷ. Nam mô Bổn Thầy Giác. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Huyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe, hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Huyền. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Xin phép Thượng Tọa Minh Hạnh một chút xíu. Dạ quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ mô Phật, dạ cảm ơn. Xin cáo lỗi Thượng Tọa Minh Hạnh chút xíu. Dạ chúng tôi cũng xin đặc biệt xin kính gửi đến, kính dâng đến cái phần công đức phước báo đến cho Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức, một trong những vị buổi đầu của các sư. Ngài đã hỗ trợ cho các sư trẻ cũng rất nhiều vào những lúc mà vào học ở trường đại học, ở thế học cũng như ở Phật học, ở học viện Phật giáo, tức là cao cấp Phật học thời xưa. Như chúng tôi và Thượng Tọa Trí Quảng bây giờ ở Mỹ, và cũng như là các huynh đệ như là sư Thiện Minh, sư Tường Quang, rồi ngay cả sư Chánh Định, đó là những vị đã học và được cái sự yểm trợ của một phần của Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức cũng như căn đức của Ngài. Xin kính dâng phần công đức này đến cho Hòa Thượng. Và chúng tôi cũng trai tăng, đã trai tăng rồi, chúng tôi dâng phước đến cho Ngài. Mong Ngài hoan hỷ chúng con là những người học phía sau cũng đã có một cái sự quan tâm đến cái hậu học, và Ngài đã chia sẻ những cái lúc khó khăn cho chư tăng trẻ ở Việt Nam vào những thời gian trước. Và kính dâng lên Hòa Thượng dẫn sanh về cảnh giới lành và tiếp tục tu tập để thành tựu và vị an lạc giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Tất cả phương án có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường đường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tệ Huyền, Đại Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì nguy giới ôn bài và học Pháp. Dạ, chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng